xa làm lòng anh say mê. Xin chào tất cả mọi người nha. Hello mấy cưng. Hello con cặc. Nick đã được mở nha. Tất cả các nick của mình đã được mở. Nick chính của mình đây. Học viện Nam Blue đây. Nào ban giùm bố mày cái. Thằng nào ban giùm bố mày cái. Nào gáy lên các con rời. Gáy lên, gáy mạnh lên, gáy mạnh mẽ lên. Ai bảo nick mình bị ban ạ? Hai nick bị ban vì bị report trẻ trâu, report quá nhiều. Đó là đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy. Thấy người tài thì ganh ghét ạ. Wow. Ganh ghét ạ. Bây giờ thì mở lại hoàn toàn cả hai nick ạ. Nhẹ nhàng ạ, nhẹ nhàng cái đẩy xe hàng ạ. Mình xin ạ. Mình thin ạ. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Gáy mạnh lên. Lung linh là lên luôn. Nào gáy dùm mình cái ạ. Tất cả các nick của mình đã được mở. Cả hai nick của mình đều đã được mở. Nào các thanh niên gáy lên đi ạ. Đây là clan của mình, vẫn là clan của mình thôi ạ. Sợi học Việt Nam Blue vẫn danh A ạ, nhẹ nhàng ạ. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Nhờ mọi người chia sẻ cái clip này giùm mình cái. Nào, nhờ mọi người chia sẻ cái clip này giùm mình ạ. Lát mình sẽ lên like mọi người nha. Mình tắm rửa cái đó, mình lên like sau. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Tất cả các nick của mình đã được mở. Vì sao? Chỉ cần khiếu nại 30 phút. Bảo là tao không dùng phần mềm gì hết. Check lại dùm tao cái. Bên quốc tế người ta làm chuyên nghiệp lắm mọi người ạ. Không hack thì không sợ bố con thằng nào cả. Đéo tin. Các bạn chia sẻ dùm mình đi ạ. Các bạn chia sẻ dùm mình đi ạ. Chia sẻ dùm mình vào các group đi ạ. Tất cả các nick của mình đều đã bình thường. Và lát mình sẽ lên like lại. Sao? Gáy lên hộ ạ. Tất cả những thằng anti fan của Nam Blue ạ. Cảm ơn cộng đồng nha. Qua đây mình cũng xin cảm ơn cộng đồng của mình đã luôn tin tưởng và ủng hộ mình. Mình đã bảo với mọi người rồi. Mình sẽ không bao giờ làm cho cộng đồng của mình phải thất vọng. Sẽ không bao giờ mình dùng phần mềm gian lận hay cái gì cả. Và sẽ không có bất kỳ một đứa nào trên trái đất này ban được nick của mình nếu mình không hack. Chắc chắn. What? What the fuck? Cộng đồng của mình đâu, chat số 1 lên cho mình thấy được không ạ? Tất cả cộng đồng của mình chat số 1 lên dùm mình được không ạ? Cộng đồng của Nam Blue ơi, chat số 1 lên dùm mình cái. Chat số 1 lên để mọi người hưởng ứng cái phong trào ăn ban của Nam Blue được không ạ? Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình nói rồi, cộng đồng của mình sẽ không bao giờ đi xuống được. Anti mình bây giờ được mở nick thì nó vẫn ghét mình thôi. Ok, mình chấp nhận. Nhưng mà mình làm cái clip này là để cho những fan của mình biết là mọi người đã không tin tưởng nhầm người. Mình đã được mở nick 100%. Tất cả mọi người, chỉ cần mọi người tin tưởng mình thôi. Các bạn thấy sao? Tất cả những người đã ủng hộ mình, cảm ơn các anh, các chị và các bạn. Đấy, và các cháu và các bạn bè. Hãy chat lên đi ạ, chat số 1 lên giùm mình đi ạ, cả nhà ơi. Đã được mở bình thường mọi người nhá. Tất cả hai nick của mình đều được mở bình thường. Đây, ngày hôm qua, trận ngày hôm qua của mình đây đang bắn bị ban đây cho mọi người xem đậu xanh nhà nó. Đâu, bây giờ nó về lại. Nó bắt mình về lại đồng 5 ạ, vãi xoài bắt mình về lại đồng 5 ạ. Trời ơi. Đây, trận hôm qua mình đây đang bắn đây, danh A đây, đậu xanh. Ngày 21 tháng 2, ngày hôm qua, trận vừa hôm qua luôn. Nhưng mà trận hôm qua may vẫn được top 1. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Cả nhà yên tâm, sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng. Đây là lịch sử trận đấu ngày hôm qua, cái nick này của mình mọi người nhá.
nhờ các bạn anti fan đấy, và bây giờ lại phốt nữa bây giờ. Nhưng mà mình tin chắc với các bạn một điều, ở đây mình không muốn nói là mình muốn chê người Việt Nam, nhưng mà mình chỉ muốn nói là một số thành phần dắt mũi người khác ở trên cộng đồng mạng. Mình chắc chắn là cái clip mà mình được mở nick này bọn nó sẽ không bao giờ dám share. Nó chỉ share cái lúc mình bị ban thôi, còn lúc mình được mở ban thì nó không dám share chắc chắn, bởi vì nó sợ tự nó vả vào mồm nó. Các bạn thấy hôm nay mình im lặng, mình không nói gì cả, bởi vì sao? Không phải là mình sợ, và là mình đang chờ cái giờ phút này, chờ cái giờ phút được mở. Được mở ban, thế thôi. Không cần phải nói gì nhiều cả. Và lúc nãy mình nhớ, lúc nãy mình có đăng lên cái group của mình một cái bài đăng. Đây mình sẽ cho mọi người xem một cái bài đăng mình đăng lên cái group của mình. Mình nói với mọi người rất rõ ràng. Mình nói, đây mọi người có thể xem, mình không gây war với bất kỳ một thành viên nào cả. Đây, cho mọi người xem luôn cái bài đăng lúc nãy của mình đâu rồi. Đây, chào tất cả mọi người. Chắc cả nhà cũng biết vụ Nam bị ban ạt chính của game PUBG Mobile ngày hôm qua. Giờ cộng đồng mạng đang xôn xao rất nhiều. Giờ Nam lên like chắc chắn sẽ có nhiều thành phần vào comment những lời không hay. Cả nhà không cần phải thanh minh hay biện hộ hay làm gì cho mệt cả. Cứ đợi đến khi mình được ăn ban thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Vì mình chơi bản là bản quốc tế nên chờ xử lý sẽ hơi lâu hơn bản video game một chút. Nhưng hãy tin mình là mọi việc sẽ được giải quyết. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vẫn là câu nói mình hay nói, đó là mình sẽ không làm cả nhà phải thất vọng. Wow. Các bạn chia sẻ giúp Nam được chưa ạ? Nick chính của Nam đã bình thường. Đây, nick chính của Nam đây. Vẫn là chủ clan học viện Nam Blue thôi. Quá tuyệt vời ạ. Nhưng mà vì bị ban xong cho nên là nó bắt mình chơi lại danh đầu cũng được. Càng tốt lại hành gà lại ngon. Đéo tin. Đấy, mở ngay cho mình, mở ngay vào luôn trong một ngày ạ. Các bạn thấy không? Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì múa quạt giùm mình đi ạ. Lát mình lên like cả nhà nha. Thực sự ngày hôm qua đến giờ rất nhiều bạn trong cộng đồng nhắn tin cho mình, an ủi động viên mình. Nhưng mà mình nói với các bạn rồi, mình luôn mạnh mẽ, mình không sao cả. Bởi vì mình không làm sai, mình không sợ bất kỳ bố con thằng nào. Bây giờ mình, tất cả những người anti fan của mình không sao cả, các bạn cứ ghét mình không sao cả. Nhưng mà mình chỉ mong các bạn đừng có chơi xấu mình, các bạn ghét mình cũng được. Nhưng mà mình nói luôn với các bạn, mình không làm gì hổ thẹn với lương tâm cả. Không bao giờ mình hack cái game. Có thể mình lên live mình hơi xạo lồng một tí, mình hơi gay gắt một tí, nhưng mà riêng mình không bao giờ mình làm cho cộng đồng fan của mình thất vọng. Những người đã yêu quý, đã ủng hộ mình, các bạn cứ như thế thôi. Bởi vì mình tin chắc là sẽ không bao giờ mình sẽ bị ban thêm một nick nào nữa. Damn! Bởi vì đơn giản mình không hack, mà có hack, có bị ban thì cũng mở ngay cho mình trong một nốt nhạc thôi. Bây giờ bye bye mọi người nhá. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Cảm ơn cả nhà nhiều nhá. Vinagame giải quyết rồi bạn, anh Hồ Phong nhá. Cái này là bản quốc tế chứ là Vinagame không can thiệp được đâu. Nhưng mà bản quốc tế người ta check ra mình không hack cho nên là người ta mở nick cho mình rồi. Bye bye nhá. Lát mình lên like ạ. Xin phép cả nhà mình đi tắm rửa phát ạ. Quên nhờ, chỉnh lại server, có thể là do server ạ. Đúng rồi, đây đây. Vẫn bình thường, vẫn là danh A nhá. Server ASEA nhầm ạ. Nhầm ạ, mình chọn nhầm server Mỹ. Hèn gì ạ. Vẫn server ASEAN, vẫn danh A mọi người nhá. Này 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 này, quên mất. Vỗ tay. Vỗ tay quá. Đây, vẫn danh A nhá, bình thường nhá. Quên mất, mình chọn nhầm server ạ. Đây, ASEAN vẫn danh A này. Ok, bây giờ mình sẽ đăng một bài đăng lên Facebook cá nhân, mọi người share giùm mình cái nhá, để cho mình câu follow một tí. Bye bye mọi người. Bye bye. Ha 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 ha
Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.